Ngày 17 tháng 10, Tổng thống Volodymyr Zelensky giải thích với các đồng minh rằng Ukraine phải ở trong thế mạnh trước bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Nga. Ông cho biết Ukraine đã sẵn sàng cho ngoại giao thực sự, nhưng để làm được điều đó, Ukraine phải mạnh mẽ, nhấn mạnh thêm rằng Nga sẽ chỉ dùng đến ngoại giao khi họ thấy rằng họ không thể đạt được bất cứ điều gì bằng vũ lực. Đề xuất của ông Zelensky cũng bác bỏ mọi nhượng bộ về lãnh thổ với Nga, kêu gọi các đồng minh phương Tây dỡ bỏ các hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa được tài trợ để nhắm vào các địa điểm quân sự của Nga, và đề xuất triển khai gói răn đe chiến lược phi hạt nhân trên lãnh thổ Ukraine. Sau hơn 2 năm rưỡi chiến tranh, Ukraine đang dần mất đi lãnh thổ ở khu vực Donbass phía đông và chịu áp lực ngày càng lớn phải xây dựng một chiến lược thoát hiểm. Điều này cần phương Tây tăng cường hỗ trợ Kiev. Nhà lãnh đạo Ukraine đã đến Mỹ, Pháp, Đức, Ý và Anh để thúc đẩy sáng kiến của mình, nhưng vẫn chưa nhận được sự ủng hộ từ phương Tây. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng nói rằng ông không tán thành toàn bộ kế hoạch của ông Zelensky. Một số ý kiến bất đồng như Thủ tướng Viktor Orbán nhận xét lộ trình của Ukraine còn hơn cả đáng sợ và kêu gọi châu Âu đàm phán với Nga càng sớm càng tốt.